Vâng, em Thảo gửi lời chào tới các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác một cái bộ dụng cụ làm ở trong bếp. Một bộ dao và một bộ kéo. Em hãy chi tiết về cái bộ này để các bác nhà mình xem video sẽ nắm bắt được. Bởi vì trong mấy hôm vừa rồi thì hàng về em thường quay tối. Thì hôm nay sẽ quay vào một buổi trời rất là sáng để các bác nhà mình được nhìn rõ cái bộ này và được xem cái chất lượng của nó. Đấy, đầu tiên là một cái bộ ba của dòng Suki, dòng dao Nhật, một bộ ba. Cái bộ này thì nó gồm nó sẽ có 3 cây này. Đây là một cây to nhất để dành cho các bác nhà mình chặt xương này, chặt thịt gà chín này. Em đã quay cái sống của nó nhá. Cái sống của loài nó thì cái chiều dày của nó được tầm độ 4 ly. Rất chi là dày và nặng các bác ạ. Đấy, con này thì từ những cái phần tay cầm của nó là hàng thủ công. Rất chi là chất và đẹp nhá. Chốt đinh của nó này. Đấy. Em đã quay cả mặt trái và mặt phải để các bác nhà mình được xem. Đầu tiên là con to này. Và với các bác mà đang xem cái video này mà đang quan tâm tới dụng cụ của bên cơ sở em, đấy, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay. Và sau đó thì em cũng sẽ báo giá ngay để các bác nhà mình biết cái bộ này giá của nó là bao nhiêu tiền. Tiếp theo là cây thứ hai nhá. Sau đó em sẽ thử cái độ sắc bén của nó. Đây là con Saki. Đây là con thứ hai này. Cái con này của nó rất chi là dày nhá. Đấy. Hôm nay thì các bác sẽ được nhìn rất chi là rõ ở cái bộ Saki này. Từ cái phần tay cầm nhé, các bác nhìn cái dòng dao chất lượng thì cái tay cầm của nó cũng sẽ khác hẳn nhé. Tay của nó là tay lẹp gỗ. Đấy. Tay lẹp gỗ sơn rất là đẹp và có 3 chốt đinh. Con này con thứ hai này. Và đây là con thứ ba. Đấy. Đây là con thứ ba của một cái bộ ba. Tất cả thì nó sẽ có tên nhãn hiệu in chìm trên thân dao hết như thế này. Đây là con thứ ba nhé. Và em sẽ test thử cái độ sắc của nó để các bác nhà mình được xem. Đấy. Một con đấy. Cái độ bén của nó vô cùng là bén luôn các bác ạ. Đây là con dao nhỏ nhất. Tới là con dao thứ hai đấy. Đây là cái độ sắc ngọt của con dao này. Và ở cái bộ dao hôm nay thì em cũng chia sẻ tới các bác một cái dụng cụ mài. Bởi vì trong quá trình dùng một vài năm thì chắc chắn là các bác cũng cần nó phải sắc bén hơn. Thì em sẽ có, đây là con dao cùn nhá. Em sẽ test thử, đây là con dao cùn và em sẽ mài thử cái dụng cụ mài. Đấy. Đây là cái dụng cụ mài cũng của hãng Saki hết luôn. Hôm nay sẽ gửi chọn bộ tới các bác để em sẽ bổ hoa quả nữa để cho các bác nhà mình được xem. Các bác chỉ cần liếc 3 lượt thôi thì con dao của bác đã rất chi là bén rồi. Đây là một con dao mà cùn sử dụng rất là lâu. Đấy, các bác mài vào đây nhá. Kể cả dao nhà các bác mà sử dụng lâu rồi, các bác có thể sử dụng cái đá mài, cái dụng cụ mài của Saki này. Đây là tên hãng này. Và cái dụng cụ mài thì em cũng nói giá luôn ở cái video này thì nó đang là 200.000 một cái dụng cụ mài này nhá. Và một bộ dao 3 cây như thế này, hôm nay các bác mua 3 cây thì như là tặng một cây luôn. Bởi vì khi các bác mua một cây này thì giá của nó rất là cao. Một cây giá của nó là 350.000, em đảm miễn phí ship. Và cây này thì giá của nó là 230.000, miễn phí ship. Và các bác mua cả bộ hôm nay thì giá của nó sẽ là 600.000 một bộ. Và em Thảo sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Đây là bộ dao Saki, dòng chất lượng. Và tiếp tới thì là một cái bộ kéo bếp, cũng là một cái dụng cụ các bác rất là quan tâm. Đã có dao thái và dao chặt rồi. Thì đây là cái dụng cụ kéo để dành cho các bác để mình cắt thịt chín, cắt cả thịt sống, cắt gà, cắt vịt rất chi là ok nha các bác nhé. Đấy, cái đây là cái dụng cụ kéo đa năng. Dụng cụ kéo đa năng này thì cái này các bác có thể cắt thịt, cắt xương. Rất nhiều video em test thử cho các bác thì mình được xem rồi. Đấy, đây là cái một cái con dao của cái bộ Saki này, con bé này các bác bổ hoa quả này. Các bác gọt hoa quả nhé, cắt rau. Đấy, đây là con nhỏ, cực kỳ là bén luôn các bác ạ. Còn con to thì các bác chặt thịt, thái thịt cũng sử dụng vào tất cả các việc. Và bộ kéo ba này, bộ kéo ba này, cái cây kéo ngắn này, giá của nó đang là 150.000 một cây. Cây dài này giá của nó sẽ là 180.000 một cây, của hãng Kabushi. Cái này nó là thép trắng nhá, lò xo của nó ở bên trong hết, cho nên chiếc kéo sẽ rất chi là đẹp, giúp các bác. Cái con này chủ yếu các bác sẽ cắt đồ ăn chín này, cắt mì, cắt miến, cắt rau củ quả này. Con dài nó không có cái độ bén như con ngắn đâu. Con ngắn này sẽ bén hơn rất chi là nhiều. Và cái con này thì là con cắt xương to, xương ống, xương đùi nhá. Thì là con này. Tất cả cái bộ dụng cụ kéo này thì em hôm nay em sẽ gửi được các bác một loại chất lượng như thế này.
của hãng Japan SK5. Đấy, một cái bộ kéo bếp 3 này như con này thì ở trên thị trường người ta đang bán với giá là 200.000 một cây. Đấy, con này là 150.000, con này 180. Và các bác mua cả bộ hôm nay thì giá em sẽ để cho các bác, giá sẽ là 450.000 một bộ 3 cây làm trong bếp. Các bác có thể vừa làm quà tặng trong ngày Tết, vừa là để sử dụng trong bếp nhà mình. Những cái dụng cụ rất là chất lượng nhá. Và bộ dao này thì bên cơ sở em Đào đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Dao đá mài. Và em có cả cây liếc nhá. Nếu như các bác mà thích cây liếc thì em sẽ gửi cây liếc. Cái cây này thì vừa rũa kéo, vừa rũa dao, vừa liếc dao đấy các bác ạ. Đấy, đây là cây đa lăng. Còn cái này thì các bác chỉ mài dao thôi nhá. Cái này các bác chỉ mài dao thôi này. Đấy, và cái dụng cụ hôm nay thì em đã quay chi tiết về cái bộ Saki và một cái bộ kéo bộ ba cắt thịt cắt xương ở trong bếp này. Đấy, với các bác mà đã mua của bên cơ sở em Đào, các bác biết một cái dụng cụ rất là chất lượng. Và cũng chuẩn bị Tết đến xuân về rồi, chắc chắn là các bác nào cũng cần trong nhà bếp. Hãy liên hệ trực tiếp từ bên cơ sở em Đào qua đầu số điện thoại em để ngay cạnh video nhé. Em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà các bác. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác nhé.